Trời ơi, hôm nay cuối tuần chị em mình chia nhau ra làm việc nhà đi. Trời ơi, sao mà rác rến quá trời luôn vậy nè, dơ ơi là dơ. Đúng rồi đó, thôi mình chia nhau ra làm đi. Ủa, mà cái bà Điệu bả đâu rồi ta? Kêu bả ra phụ một tay, bả là cái người xả rác nhiều nhất luôn á. Coi nè, trời ơi, rác rến đầy sân nhìn ghê quá à. Chia ra người lau nhà, người nhổ cỏ hay là làm cái gì đó chia nhau ra. Tôi đây, mới nói xấu tôi cái gì đó hả? Trời ơi, tôi hả? Tôi không có bài biện gì hết nha, rác thì tự nhiên mà có thôi. Bà nói vậy mà nghe được á hả? Bà ăn uống cái gì bà cũng xả tùm lum hết. Hai đứa tôi phải dọn gần chết. Thôi, còn đứng đó nữa, lo mà phụ tụi tôi dọn dẹp rác rến ở đây đi nè. Bây giờ như vậy đi, ai dọn dẹp xong thì đó được nghỉ ngơi trước và được ăn cơm trước, đi chơi trước vậy ha. Còn ai mà không dọn dẹp xong cái phần của mình thì miễn bàn ăn và đi chơi nhé. Trời, có cái vụ đó nữa hả? Sao mà phiền phức dữ vậy trời? Thôi, bây giờ tôi sẽ có nhiệm vụ là quét và hốt rác. Ừ, bà làm như vậy cũng được, có gì tôi phụ bà ha. Thôi, đứa nhổ cỏ, đứa hốt rác, rồi hả phụ một tay nhau mà làm. Còn cái bà kia, bà Điệu á, mà lo bà đi hả lau nhà đi, vô trong nhà lau nhà đi. Nhà dơ lắm rồi đó. Trời ơi, lại lau nhà, nghĩ sao tôi ăn mặc đẹp vậy nè, bắt tôi đi lau nhà. Bà không lau á, thì trưa nay khỏi ăn cơm, cũng khỏi mong muốn đi chơi đi nha, tôi giao rồi đó. Đây nè, tôi mới mua một cái hả, cái cây lau nhà mới, với lại cái xô nước, đi múc nước mà lau nhà đi nha. Trời ơi, tôi mặc đồ như vậy mà bắt tôi đi lau nhà, cái xô nước nặng gần chết. Thôi, tôi nhỏ con hơn bà, tôi ginh nổi mà bà không ginh nổi hả, bà đừng có lười. Còn tôi hả, để tôi đi hốt rác nè. Đó, tôi gom gọn lại rồi xong rồi sau đó mình đi đốt ha, cho nó sạch sẽ ha. Ừ, được đó, thôi, mình làm thôi. Còn bà Điệu đó, bà muốn làm gì bà làm, miễn sao xong nhiệm vụ của bà là được rồi. Hey, rác nhiều thế này, mình phải dọn lẹ mới được. Đây, công nhận, dọn mấy cái này nó cũng nhanh chứ có gì đâu. Mà sao bà Điệu bà lười quá vậy ta. Xong rồi, bây giờ mình cầm đi đổ thôi. Ai, còn rớt mấy miếng nhỏ thôi, để từ từ ha. Công nhận bà cũng nhanh vậy ha, tóc vàng. Bà làm cái một là xong. Còn phải nói nữa, cái nhà này sạch sẽ cũng là nhờ tôi đó. Nóng quá đi, mình phải kiếm một cái thao nước để mình đi tắm cho đã, rồi tính sau. Wow, cái thao nước của ai mà nhìn cute quá ta. Thôi, mình sẽ lấy cái ca mình múc nước vô, rồi mình tắm cho nó đỡ nóng đi cái đã rồi mình tính. Ôi, tắm xong thiệt là mát mẻ. Ủa, bà Điệu, bà đã lau nhà xong chưa? Tôi nhìn cái kiểu này là bà chưa có lau đúng không? Trời ơi, thì từ từ, tôi mới tắm xong, nóng rồi muốn chết luôn à. Hey, thôi bà khỏi làm luôn đi, để tôi. Có mỗi cái việc lau nhà thôi, đứng sổng lưng mà bà cũng lười nữa, tôi cũng chịu luôn rồi đó. Hôm nay tôi làm cho bà, rồi ngày mai bà phải làm đó nha. Thiệt hả? Trời ơi, tôi cảm ơn bà nhiều nha, đúng là bà lúc nào cũng tốt bụng hết trơn. Trời ơi, sao bà cứ làm cho bà ấy hoài, bà ấy quen đó. Cứ để cho bà ấy tự làm, cứ lúc nào cũng làm giùm. Mình ở chung một phòng thì phải chia công việc nhau ra, bà chỉ giỏi bài, rồi hai đứa mình cứ còng lưng ra bà dọn. Thôi kệ đi, mình dọn nốt ngày hôm nay, ngày mai á để cho bà tự dọn. Bà không dọn thì hai đứa mình dọn ra phòng khác ở, cho bà ở một mình rồi bà thấy cái cảnh. Đừng có bỏ tôi ở một mình mà. Tôi biết tôi sai rồi, từ nay tôi sẽ phụ hai bà dọn dẹp nhà cửa. Đừng có để tôi ở một mình, tôi không chịu đâu. Thôi, bà cứ đưa cái đồ lau nhà đây, để tôi tự lau, tôi không cần bà đâu. Thiệt là bà làm được không đó? Đây nè, đó, tôi giao cho bà đó, bà lau đi nha. Tôi làm được mà, mấy cái này chuyện nhỏ, chỉ cần hai bà đừng có bỏ tôi là được rồi. Được đó, bà mà không nghe lời á hả, là hai đứa tôi dọn ra phòng khác mở cho bà ở một mình đó nha. Không ngờ cô ấy hả cũng sợ bị hai đứa mình bỏ. Đây là cái nhược điểm mà bữa giờ mình không biết, không thì mình hâm ra thì bây giờ căn phòng của mình đâu phải bừa bộn như thế này. Đúng rồi, thôi tụi mình đi ăn trước đi, để cho cô ấy lau nhà. Thôi hai bà cứ đi ăn đi, để tôi lau nhà. Tôi lau xong rồi á, rồi tôi xuống bếp tôi ăn sau. Lau cho sạch đó nha, chứ không phải lau vừa lu vừa loa. Lau cho có, tôi mà kiểm tra còn dơ hả, để tôi bỏ đi thiệt á. Tôi biết rồi mà. Tôi sẽ lau thật sạch. Trời ơi, coi chịu nổi không, kêu lau nhà đó mà lấy cái bồn tắm, cái tôi mới mua về hả, đi tắm vậy nè. Lau nhà xong rồi dọn cái bồn tắm đi nha. Tôi biết rồi, tại tôi thấy nó cute quá cho nên là tôi mượn cái tắm xíu. Y, nói tới tắm thì tôi cũng phải tắm sơ qua. Trời ơi, làm xong á mệt, mồ hôi mồ kê không ăn uống gì. Ừ, vậy thôi bà đi tắm đi, tôi đợi bà. Ta-da, và thế là câu chuyện về ba cô gái cùng nhau vệ sinh căn phòng của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và khi các em hãy nhớ là khi các em ở chung với nhau thì hãy phải biết trách nhiệm của mỗi người, không có được lười nhé. Và nếu mà bạn nào mà muốn mua cái vỉ vệ sinh này á thì hãy liên hệ ngay với Shop Book TV qua số điện thoại 0937899707 để đặt hàng nha. Gồm có là bồn tắm nè, rồi hả ngoài ra là còn có một cái thao nhỏ như thế này đó, một cái đồ à, cào rác,
Đây, đây là một cái chổi xịn sò nha. Đó, rất là đầy đủ. Đây là cái đồ hốt rác nè. Đó, có giá 70.000 đồng cho chúng ta tập dọn vệ sinh trong nhà. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các em ở video sau nhé.